Tranh cãi vé xem Blackpink ở Việt Nam đắt đỏ bậc nhất Đông Nam Á. Giá vé 2 đêm diễn concert Bonpin của Blackpink tại Hà Nội vào cuối tháng 7 thấp nhất là 1,2 triệu đồng, cao nhất là gần 10 triệu đồng. Giá vé đắt bậc nhất Đông Nam Á. Trưa mùng 4 tháng 7, ban tổ chức BTC Concert công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé 2 đêm diễn concert Bonpin của Blackpink vào tối 29 và ngày 30 tháng 7 tại Sân Vận Động SVD, Mỹ Đình, Hà Nội. Theo đó, giá vé dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Cụ thể, vé VIP ngồi giá 9,8 triệu đồng, hạng Platinum ngồi giá 7,8 triệu đồng. Các hạng thấp hơn là hạng Cát 1 ngồi giá 6,8 triệu đồng, Cát 1 đứng giá 5,8 triệu đồng, Cát 2 ngồi giá 5,8 triệu đồng, Cát 3 ngồi giá 3,8 triệu đồng, Cát 4 ngồi giá 1,8 triệu đồng và Cát 5 đứng hạn chế tầm nhìn giá 1,2 triệu đồng. So với các nước Đông Nam Á từng được chọn làm địa điểm tổ chức show diễn trong chuyến lưu diễn toàn cầu của Blackpink, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, giá vé VIP và các hạng vé khu vực mặt sân vận động Mỹ Đình đều cao hơn. Giá vé VIP concert Bonpin ở Việt Nam chỉ xếp sau concert Blackpink quay trở lại Thái Lan, Encore, hồi cuối tháng 5 là 10 triệu đồng cho vé VIP. Thậm chí, vé khu vực mặt sân ở sân vận động Rajamangala, Thái Lan 6,6 triệu đồng và 4,7 triệu đồng còn thấp hơn các hạng vé mặt sân ở Mỹ Đình. Tại show diễn của Blackpink ở Thái Lan tháng 1 năm nay, giá vé VIP là 6,4 triệu đồng. Các hạng vé mặt sân lần lượt là 4,4 triệu đồng và 3,7 triệu đồng. Tại Indonesia, vé VIP có giá 5,9 triệu đồng và vé mặt sân hạng 2 là 5,3 triệu. Tại Singapore, vé VIP giá 6,9 triệu, trong khi hai hạng vé mặt sân xếp sau là 5,74 triệu và 4,3 triệu đồng. Philippines và Malaysia có mức giá cao hơn. Vé VIP ở Philippines là 8,33 triệu đồng, các hạng vé mặt sân từ 5,8 triệu đồng đến 5,9 triệu đồng. Ở Malaysia, vé VIP có giá 9,58 triệu đồng, trong khi vé mặt sân có hai mức 8 triệu đồng và 5 triệu đồng. Vé VIP không có quyền lợi dự buổi sao chết. Đáng chú ý, vé VIP của đêm diễn có giá 9,8 triệu đồng với các quyền lợi như có khu vực riêng, bộ ảnh thẻ bao gốc dành riêng cho đêm diễn Hà Nội 8 tấm, hàng lưu niệm độc quyền, ưu tiên xếp hàng riêng, check-in sớm. Thông tin ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội. Trong đó, vé VIP đêm diễn Bonpin ở Hà Nội còn không có quyền lợi tham dự buổi sao chết, diễn tập, kiểm tra âm thanh và thiết bị trước buổi diễn của nghệ sĩ. Lâu nay, sao chết được coi là một quyền lợi không thể thiếu khi sở hữu tấm vé VIP và thường dành cho những người hâm mộ trung thành, cuồng nhiệt. Họ săn tấm vé VIP để đến gần hơn với nghệ sĩ mình yêu mến. Ngoài ra, không ít khán giả cho rằng giá vé là quá cao khi trước đó xuất hiện danh sách nhóm chỉ biểu diễn 13 ca khúc, ít hơn so với những quốc gia khác đều trên 20 bài một đêm. Hơn nữa, lần này, 4 thành viên Blackpink gồm Jennie, Jisoo, Rosalia không có màn trình diễn solo. Đây gần như là điều chưa một concert Bonpin nào ở trên thế giới diễn ra. Cảm thấy như bị lừa vậy, giá vé thì cao mà chương trình chỉ có 13 bài, các còn một nửa, giá vé cao, lại quá ít quyền lợi, không có cả sao chết. Sơ đồ đa phần là ngồi, chỉ có duy nhất một khu đứng là một số bình luận của khán giả trên diễn đàn Vkhop. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội phê duyệt Blackpink trình diễn 13 ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như DDUDUDUDU, Shut Down, Tip Bargain, Pretty Save Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Love It Girl, Don't They Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream. Về giới hạn độ tuổi, ban tổ chức cho hay, đối với khu vực đứng, trẻ em dưới 12 tuổi không được vào cửa, khu vực ngồi, trẻ dưới 5 tuổi không được tham gia.